Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ cho anh em thấy tại sao cái động cơ xăng mini này nó lại có pin đó, hay là như những cái ông thần comment là lắp pin để cho loa, lắp pin để cho motor chạy. Cái này thì vật lý anh em nào giỏi thì chắc chắn là am hiểu hết rồi, chứ không phải cái gì để nói nữa. Nhưng mà thôi, tiện thì mình cũng show cho anh em luôn. Đây, lắp pin là để cung cấp cho cái bộ CDI này. Cái bộ CDI này là gì? Bộ CDI này chính là cái bộ hệ thống đánh lửa bằng phóng tụ điện anh em ạ. Tại vì những cái dòng đời mới bây giờ anh em hiểu hết rồi. Cái này là máy mini nên nó sẽ không có cuộn điện, không có ma vít như kiểu là những cái con máy cơ của xe máy thời xưa. Đó. Đây nhá, để mình sẽ mở cái này cho anh em xem trong này luôn. Tiện thì show luôn anh em luôn chứ cái này thì nó cũng có cái gì đâu. Đó, cái này là hệ thống đánh lửa bằng tụ điện này. Buji đây. Mình cũng có một bộ rời, cái bộ này là CDI này rồi nên là tí mình sẽ test cho anh em ở ngoài luôn. Đó, đây là pin này, công tắc đấy, các ông bật công tắc để motor chạy, bật loa kêu đây, đó, không thấy loa nào nó kêu cả, không thấy motor nào nó chạy cả. Đây nha, cái này là cảm biến anh em ạ, cảm biến cái điểm nổ của nó. Cái động cơ 4 thì nó sẽ có 4 chu kỳ là hút nén nổ xả, thì đến cái điểm nổ này nó sẽ đánh lửa ra cái buji. Đây, cái buji của nó là loại buji siêu mini thế này, đó anh em thấy không? Nhiều khi nhìn những cái ông ấy comment mà nó nhói nhói lòng anh em ạ, tại vì thất bại của cái vật lý quá. Đây, cái buji này đây. Đó. Cái điểm nổ của nó đây anh em ạ, cái cảm biến của nó ở đây. Ở bánh đa. Đó, cảm biến này nhá, anh em nhìn này, cái dây cảm biến nó lên đây. Đấy, nó sẽ vào bên này, nó sang cái đầu bên này luôn. Đây, ở cái bánh đa này nó sẽ có một cái nam châm. Đây, anh em nhìn thấy không? Cái nam châm này để nó gọi là cái điểm nổ của nó đây nhá. Anh em nhìn này. Đấy, nó sẽ có 4 chu kỳ hút nén nổ xả đến cái điểm này nổ này. Đấy, cái điểm này nó sẽ có cảm biến ở dưới này. Đó, anh em nghe cạch không? Đấy, cái điểm này nó sẽ nổ. Thì là khi đến cái đỉnh cao nhất của nó chạm gần buji thì nó sẽ đánh lửa để đốt xăng, nó sẽ nổ. Đây nhá, thì mình sẽ cho anh em xem. Đây, bỏ cái này ra là dễ nhất. Mấy ông ở bật công tắc để chạy nhá. Đó, nó không chạy cho. Đây là khi tắt này, đánh lửa sẽ không có gì. Khi bật này. Đó, anh em thấy không? Bắt đầu này. Đấy, gần máy vô nhá. Đấy, ông nào bảo chạy bằng motor mới phát loa thì cứ bình luận ở dưới nhá.